Chào các bạn ha, hiện tại trên tay của Cường đang là một cái lá lúa đang bị nhiễm bệnh. Bệnh gì thì mời mọi người cùng tìm hiểu ha. Trên tay của Cường đây là cái bệnh đậu ôn, thì thường xuất hiện ở giai đoạn làm đồng. Bệnh nó có hình dáng, quan sát cái lá lúa của mình đó là nó có hình mắt én. Đây là nhận biết dấu hiệu dễ dàng nhất của bệnh đậu ôn. Thì bệnh đậu ôn này nó có gây hại như thế nào? Và theo như tìm hiểu của Cường á, thì bệnh đậu ôn này á là tác nhân gây ra nhiều cái bệnh khác, như là cái lá lúa mình về sau nó sẽ phát triển cái bệnh nặng nhất là cái lá lúa mình sẽ cháy đi và mắc cái chất diệp lục. Lá lúa mình nếu mà mắc diệp lục á thì nó không vận chuyển được cái dinh dưỡng qua cái cây lúa và qua bông, thì cái đó là cái về sau. Thì ngoài ra cái đậu ôn này còn xuất hiện ngoài ở lá lúa và ở cái bông và ở trên cái vé đó bông, thì nó có 3 nhược điểm để xuất hiện thường xuyên. Thì bệnh đậu ôn này phát triển mạnh ở giai đoạn làm đồng, thì ngoài ra còn điều kiện thích hợp nhất là thời tiết nắng nóng cũng là điều kiện phát triển mạnh nhất của đậu ôn. Mọi chi tiết xin liên hệ về phòng kỹ thuật. Xin cảm ơn ha.